Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, dù có rất ít khả năng đắc cử, nhưng sự xuất hiện của các ứng cử viên tổng thống tự do và từ các đảng nhỏ cũng sẽ có tác động nhất định đến kết quả bầu cử của cặp đôi Trump-Harris. Đây là những biến tố thường bị bỏ qua trong cuộc đối đầu giữa hai đảng lớn mà ranh giới giữa chiến thắng và thất bại đôi khi được quyết định chỉ với vài lá phiếu. Bước vào đường đua tranh cử với xuất phát điểm mạnh, là thành viên của gia tộc Kennedy danh giá và là cháu trai của cựu Tổng thống Mỹ John Kennedy. Ứng cử viên 70 tuổi Robert Kennedy Jr. đã công khai đối đầu với ông Joe Biden cho vị trí đại diện tranh cử của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2023, nhận thấy khả năng chiến thắng Tổng thống đương nhiệm trong cuộc bầu cử sơ bộ khá mong manh, ông Kennedy đã từ bỏ Đảng Xanh và chính thức trở thành một ứng viên tự do. Đến tháng 8 năm nay, ứng viên Kennedy đã đình chỉ chiến dịch của mình và quay sang ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Nếu tái đắc cử, ông Kennedy hứa sẽ rút lại sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine và cam kết đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời ban hành lệnh cấm vận động hành lang trong 5 năm đối với các cựu quan chức chính phủ nhằm quét sạch nạn tham nhũng. Ông cũng cam kết sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên nhậm chức, nêu rõ rằng bất kỳ quan chức chính phủ nào gian dối sẽ mất việc. Ban đầu khi tuyên bố ứng cử Tổng thống vào tháng 6 năm 2023, ông Cornel West có ý định gia nhập Đảng Nhân dân trước khi chuyển hướng để tìm kiếm đề cử của Đảng Xanh. Chỉ tháng sau, ông đã từ bỏ hoàn toàn ý định trở thành đại diện của bất kỳ đảng nào và đứng ra tranh cử với tư cách là một ứng viên độc lập. Ông West tuyên bố sẽ gây sức ép buộc Israel phải đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và rút khỏi lãnh thổ Palestine, đồng thời cắt đứt mọi viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine và thúc đẩy việc xóa bỏ NATO. Ông cũng cam kết ban hành chế độ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả cư dân Mỹ, đồng thời ngừng mọi dự án cho thuê dầu khí trên đất liên bang. Bà Jill Stein ban đầu là người quản lý chiến dịch của ông Cornel West trong thời gian ngắn, nhưng sau khi chuyển sang ứng cử độc lập, bà Stein tự tìm kiếm một đề cử của đảng này. Chiến dịch của bà chủ yếu tập trung vào việc chống lại sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden đối với Israel trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Bà Stein đã đề xuất một chính sách về khí hậu tiến xa hơn thỏa thuận xanh mới của Đảng Dân Chủ, thúc đẩy Mỹ đạt được mức phát thải carbon bằng không trong một mốc thời gian nhanh hơn. Bà ủng hộ việc đảm bảo giáo dục công miễn phí từ mẫu giáo đến đại học, đồng thời sẽ xóa bỏ mọi khoản nợ y tế, cũng như tăng gấp đôi số lượng thẩm phán tòa án tối cao và áp dụng giới hạn nhiệm kỳ 18 năm cho họ. Bà đã cam kết sẽ rút lại sự hỗ trợ của Nhà Trắng cho Israel và Ukraine. Ông Chase Oliver đã giành được đề cử của Đảng Tự Do sau 7 vòng bỏ phiếu tại đại hội đảng này vào tháng 5 năm 2024. Về chính sách nghị sự của mình, ứng cử viên này đã kêu gọi đơn giản hóa con đường trở thành công dân cho người nhập cư và mở rộng thị thực lao động. Giống như các ứng cử viên khác, ông đã cam kết rút Mỹ khỏi mọi cuộc xung đột nước ngoài, bao gồm cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine và Israel, đồng thời xóa bỏ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ông cũng đề xuất hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa trên toàn liên bang và ân xá cho tất cả những người phạm tội ma túy phi bạo lực. Nhà báo Harry Enten, phụ trách dữ liệu chính trị cấp cao của hãng tin CNN hôm thứ Ba đã xem xét khả năng các nhà thăm dò ý kiến có thể đang đánh giá thấp cơ hội của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vào năm 2024, giống như họ đã làm vào năm 2016 và 2020. Ông Anten trả lời phỏng vấn của News Center rằng điều đó rất khó có thể xảy ra. Ông nói, tôi đã quay lại và kiểm tra xem liệu một đảng có vượt qua được các cuộc thăm dò trong 3 chu kỳ bầu cử tổng thống liên tiếp ở các tiểu bang chiến trường quan trọng hay không. Điều đó chưa bao giờ xảy ra kể từ năm 1972. Vì vậy, nếu các cuộc thăm dò đánh giá thấp ông Donald Trump một lần nữa, thì đó sẽ là điều chưa từng có trong lịch sử. Ông Anten thừa nhận, một số người cho rằng bản thân cựu tổng thống Trump là người chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng những người thăm dò ý kiến thường nhận ra rằng họ không tính đến một bộ phận cử tri nào đó và điều chỉnh lại dự đoán của mình. Ông Anten đưa ra giả thuyết rằng, tôi nghĩ rằng điều đó giúp giải thích tại sao chúng ta chưa bao giờ thấy cùng một đảng bị đánh giá thấp 3 lần liên tiếp trong các cuộc bầu cử tổng thống, ít nhất là trong 52 năm qua.
Theo dữ liệu thu thập được từ CNN, Edison Research và Catalyst, một công ty cung cấp dữ liệu phân tích và các dịch vụ khác cho Đảng Dân Chủ, học giả và các nhóm vận động phi lợi nhuận, bao gồm thông tin chi tiết về những người sẽ bỏ phiếu trước tháng 11. Cho đến nay, tỷ lệ bỏ phiếu trước bầu cử trên toàn quốc đã giảm đáng kể so với thời điểm này 4 năm trước, khi số lượng cử tri đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử đạt mức kỷ lục trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tổng số phiếu bầu trước bầu cử chiếm hơn 30% trong số khoảng 158 triệu phiếu bầu cho Tổng thống năm 2020. Trên khắp các tiểu bang mà Catalyst có dữ liệu tương đương, những người bỏ phiếu sớm cho đến nay đều lớn tuổi hơn, có nhiều khả năng là người da trắng và có nhiều khả năng là đảng viên Cộng hòa hơn so với thời điểm này 4 năm trước. Những xu hướng này cũng thường đúng khi có dữ liệu ở 7 tiểu bang có khả năng quyết định cuộc bầu cử. Xu hướng bỏ phiếu sớm không thể dự đoán được kết quả của cuộc bầu cử, nhưng chúng có thể cung cấp manh mối về những người sẽ bỏ phiếu, ít nhất là cho đến nay. Cho đến nay, trên 39 tiểu bang mà Catalyst có dữ liệu cho cả 2 năm, cử tri từ 65 tuổi trở lên chiếm 44% tổng số phiếu bầu đã trả lại, tăng 9 điểm% so với thời điểm này vào năm 2020. Cử tri từ 30 đến 39 tuổi đã bỏ 9% số phiếu bầu sớm, giảm so với mức 12% vào năm 2020. Khoảng 75% cử tri ở các tiểu bang đó là người da trắng, tăng nhẹ so với mức 73% tại thời điểm này 4 năm trước. Tỷ lệ phiếu bầu của cử tri da đen không thay đổi, nhưng cử tri gốc Latin và châu Á chiếm tỷ lệ nhỏ hơn một chút trong số cử tri đi bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, tại các chiến trường quan trọng ở Tây Nam và Arizona và Nevada, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump gần như ngang nhau trong cuộc đua vào Nhà Trắng, theo các cuộc thăm dò mới của CNN do SSRS thực hiện. Theo cuộc thăm dò, bà Harris nắm giữ 48% sự ủng hộ trong số những cử tri tiềm năng ở Arizona so với 47% cho ông Trump. Ở Nevada, 48% cử tri tiềm năng ủng hộ ông Trump và 47% ủng hộ bà Harris. Biên độ một điểm đó nằm trong biên độ sai số lấy mẫu của mỗi cuộc thăm dò, không tìm thấy người dẫn đầu rõ ràng ở cả hai tiểu bang. Thưa quý vị, quận Maricopa của bang Arizona là nơi cuối cùng quyết định liệu bà Kamala Harris hay ông Donald Trump sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ và đảng nào sẽ kiểm soát Thượng viện. Quận này bị phân cực chính trị đến mức có thể phải mất hơn một tuần để biết ai giành chiến thắng. Năm nay, các quan chức bầu cử cảnh báo có thể mất tới 13 ngày để kiểm tất cả phiếu ở Maricopa. Việc kiểm phiếu kéo dài khiến quận này trở thành trung tâm của các thuyết âm mưu xung quanh sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhưng lý do tại sao phải mất nhiều thời gian như vậy lại rất đơn giản. Đây là một quận đang phát triển nhanh chóng và nằm trên khu vực rộng lớn. Quận Maricopa trải dài trên hơn 23 km với 4,5 triệu cư dân, là nơi sinh sống của 60% cử tri của bang Arizona. Maricopa có nhiều cư dân hơn gần một nửa số bang của cả nước. Năm 1993, dân số của Maricopa là 2,3 triệu người. Khi đó, Đảng Cộng Hòa thống trị cơ quan lập pháp của bang và quận Maricopa. Ngày nay, dân số của Maricopa đã tăng gấp đôi và chính trị cũng thay đổi. Arizona hiện có một thống đốc là người của Đảng Dân Chủ, được bầu vào năm 2022. Cả hai thượng nghị sĩ của quận cũng là người của Đảng Dân Chủ. Một trong những lý do khiến màu của Maricopa đổi từ đỏ sang xanh là do làn sóng nhập cư từ Mexico. Trong những năm 1990, chính quyền của Tổng thống Bill Clinton khi đó củng cố biên giới của California, đẩy làn sóng di cư bất hợp pháp đến Arizona, nơi vốn có cộng đồng dân gốc Tây Ban Nha đông đảo. Nhập cư nhanh chóng trở thành vấn đề chính trị khi nhiều người trong cộng đồng gốc Latin đông đảo ở bang này cảm thấy Đảng Cộng Hòa coi thường họ. Thay đổi lớn nhất diễn ra vào năm 2010 khi cơ quan lập pháp do Đảng Cộng Hòa kiểm soát của Arizona thông qua luật SB-1070 cho phép cảnh sát địa phương chặn những người mà họ nghi ngờ nhập cư bất hợp pháp vào bang này. Đây là luật chống nhập cư khắc nghiệt nhất trong cả nước, khiến cộng đồng dân gốc Latin càng quay lưng với Đảng Cộng Hòa. Một vành đai các khu phố giàu có hơn bao quanh trung tâm thành phố Phoenix của quận Maricopa, nơi một nhà máy sản xuất chip Intel mới đã thu hút nhiều công nhân công nghệ cao, đã chuyển từ ủng hộ Đảng Cộng Hòa sang Đảng Dân Chủ. Người địa phương gọi đây là khu vực đảo ngược. Quận này trở thành trung tâm của những thuyết âm mưu. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump tuyên bố đã chiến thắng tại Arizona. Những người ủng hộ ông tập trung bên ngoài văn phòng bầu cử của quận, mang theo cả vũ khí và cờ để biểu tình. Stephen Richer, một thành viên của Đảng Cộng Hòa lên tiếng bảo vệ kết quả bầu cử của quận, đã bị ông Trump chỉ trích.
Richard cho biết lý do một số thành viên Đảng Cộng Hòa vẫn hoài nghi về cách thức bỏ phiếu và kiểm phiếu ở quận này là do đây là nơi tốt nhất để làm suy yếu niềm tin vào các cuộc bầu cử quốc gia. Maricopa là quận dao động nằm trong một bang dao động. Vì thế, nếu bạn thực sự muốn củng cố thuyết âm mưu của mình, thì Maricopa sẽ là nơi như vậy. Lý do khiến việc kiểm phiếu ở Maricopa mất nhiều thời gian còn do đây là khu vực bầu cử lớn thứ hai trong cả nước và vì đây là quận dao động nên phải mất nhiều thời gian hơn để xác định người chiến thắng. Điều đó gây ấn tượng rằng việc kiểm phiếu có thể hỗn loạn. Luật bỏ phiếu qua thư của Arizona cũng khiến thời gian kiểm phiếu kéo dài. Năm 2020, có đến 293.000 cử tri, tương đương 1/5 tổng số phiếu bầu tại Maricopa, được gửi qua thư. Việc kiểm phiếu qua thư mất nhiều thời gian hơn, vì trước khi kiểm đếm, nhân viên phải quét các phong bì thư, phân loại và kiểm tra chữ ký để đảm bảo phiếu hợp lệ. Một số bang như Florida yêu cầu tất cả phiếu qua thư phải được gửi trước ngày bầu cử để quá trình này kết thúc khi các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa. Nhưng theo luật của Arizona, khi các điểm bỏ phiếu của Maricopa đóng cửa thì mọi thứ mới chỉ bắt đầu.